Chào các bạn. Video này mình sẽ phân tích một ván đấu của kỳ thủ Caruana và Nakamura diễn ra tối qua ở giải London Chess 2016. Mình thì chưa phân tích ván đấu bao giờ, tuy nhiên thì cái ván đấu tối qua rất là hay. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đây thì bên trắng kỳ thủ Caruana lựa chọn khai cuộc lựa chọn đẩy tốt E4 và kỳ thủ Nakamura chơi thế Sicilian Knight Rook. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu thế Sicilian Knight Rook. Trắng chơi mã F3, đen chơi nước D6. Trắng đẩy tốt lên D4, đen ăn, trắng ăn. Trắng chơi mã F6, đen chơi mã C3 và trắng đẩy tốt lên A6. Ở đây chúng ta có thế Sicilian Knight Rook. Tiếp theo thì trắng chơi nước tấn công cơ bản hay là cái biến cơ bản của thế Sicilian Knight Rook. Trắng ghim tượng G5. Trắng ghim tượng G5. Ở đây thì đen đẩy tốt lên E6. Đây vẫn là những nước rất là bài bản của khai cuộc Sicilian Knight Rook. Tiếp theo thì trắng tấn công với nước tốt F4. Ở đây thì trắng tấn công cánh vua đẩy tốt F. Lúc này thì thông thường đen sẽ lựa chọn là lên tượng ở E7. Tuy nhiên trong ván đấu này thì Nakamura chơi nước tốt H6 để đuổi tượng trước. Đến đây thì trắng lùi tượng về H4. Đến đen đi, đen tiếp tục chơi hậu B6 để tấn công quân tốt ở B2 của trắng. Và trắng lựa chọn là đẩy tốt lên A3. Tại sao để tốt lên A3 mà không bảo vệ quân tốt ở B2? Vì nếu hậu đen ăn tốt B2 thì lúc này trắng sẽ chơi thế nào? Trắng sẽ lên mã, quân mã ở C3 sẽ lên A4 và bẫy hậu. Chúng ta thấy là quân hậu sẽ không thể chạy đi đâu được. Và nó sẽ buộc phải ăn xe và trắng sẽ bắt xe. Đây là bẫy. Nước A3 đẩy tốt A3 là bẫy. Ở đây thì đen không ăn mà đen lựa chọn lên tượng E7 để phòng thủ cho con mã. Chúng ta thấy là hậu đen vừa lên đây thì nếu nước sau mà đen lên mã hay lên tượng gì đó thì tượng của trắng sẽ ăn mã và phá cấu trúc tốt của đen. Vì vậy đen lên tượng F7 để phòng thủ cho con mã. Nước tiếp theo thì trắng lùi tượng về ô F2. Trắng lùi tượng về vì có thể quân mã sẽ chúng ta thấy quân mã có thể ăn vào ô E6 thì tượng sẽ đuổi hậu hoặc là có thể nhảy lên ô F5 để tấn công và tốt ở G7. Thì mục đích của trắng là để về tượng để đuổi hậu. Ở đây thì đến lượt đen thì đen lùi hậu về C7. Đến lượt trắng, trắng lên hậu F3. Mục đích của trắng là lấy đường để nhập thành xa hay là nhập thành cánh hậu và tấn công cánh vua của đen. Lúc này thì đen bắt đầu phát triển quân. Đen lại chưa nhập thành vì có thể đen lo lắng trắng sẽ tấn công cánh hậu. Ở đây thì đen phát triển quân, đen lên mã D7. Trắng nhập thành xa. Đen tiếp tục đẩy tốt lên B5. Lúc này thì mục đích của đen sẽ là mở đường để cho quân tượng ở C8 phát triển lên B7. Thì chúng ta thấy là quân tượng thì nó sẽ không thể phát triển lên cái đường này được vì đã có mã và tốt chặn. Vì vậy thông thường ở thế Sicilian thì quân tượng sẽ được đẩy lên ô B7 sau khi đẩy tốt lên B5. Đến đây thì trắng bắt đầu tấn công cánh vua. Trắng đẩy tốt lên tốt G lên G4. Ở đây thì nếu đen có lên tượng ở B7 thì vẫn không tấn công quân tốt vì chúng ta thấy là tốt đã có hậu và mã giữ. Ở đây thì để tránh nước đẩy tốt từ G4 lên G5. Đẩy tốt từ G4 lên G5 thì chúng ta thấy là khi đen ăn, trắng ăn thì trắng sẽ mở cột F để tấn công trực tiếp quân vua. Ở đây thì để tránh cái nước này thì đen đẩy tốt lên G5. Chúng ta thấy là đen đẩy tốt để chặn cái quân tốt ở G4, không cho trắng đẩy xuống. Trắng tiếp tục tấn công với nước tốt đẩy lên H4. Ở đây thì chúng ta thấy hai con tốt đang tập trung tấn công vào tốt G5 của đen. Lúc này thì đen lựa chọn là tốt G5 ăn tốt F4.
Ở đây thì mục đích của đen sẽ là quân mã ở D7 sẽ nhảy lên ô E5 để đuổi hậu, và hai quân mã sẽ tấn công vào quân tốt yếu ở ô G4. Còn ở đây nếu trắng lấy hậu để ăn tốt ở F4 thì đây trắng ăn tốt F4 thì đen sẽ đẩy tốt E5 và bắt mã hoặc là hậu của trắng. Ở đây thì ở trong ván đấu này kỳ thủ Caruana chơi nước tượng E2 vì lấy tượng để phòng thủ xuân tốt ở G4, đồng thời là thông hai xe. Ở ván đấu này trước khi đen lấy mã nhảy lên E5 thì đen chơi nước tốt B4. Ở đây thì đen hy sinh tốt và lúc này thì trắng sẽ không có sự lựa chọn nào khác, trắng sẽ lấy tốt A để ăn B4. Mục đích của đen sẽ là trước mắt thì cứ để cho trắng ăn tốt, sau đó thì đen sẽ ra xe từ A8 ra B8 để tấn công quân tốt yếu này và đồng thời cũng để tấn công cánh vua của đen trắng. Ở đây giờ sau khi trắng ăn thì đen lên mã E5 để đuổi hậu và tấn công tốt ở G4. Lúc này thì trắng không có sự chọn nào khác, trắng phải lấy hậu để ăn tốt E4. Đen lấy mã để ăn G4 và sẽ đẩy tốt ở E6 lên E5 tấn công mã và hậu. Ở đây thì trắng lấy mã để trắng lấy tượng để ăn mã của đen. Đen đẩy tốt. Và đến đây thì nếu trắng chạy hậu thì giả sử chúng ta lấy trắng chạy hậu, ví dụ như ra đây chẳng hạn. Ở đây là ví dụ thế thì đen sẽ ăn mã của trắng và tấn công quân mã ở C3. Còn đâu nếu đây, nếu trắng lấy tượng để ăn tốt này thì đen sẽ lấy tượng để ăn tượng của trắng. Thì cờ này sẽ không tốt cho trắng. Ngược lại thì đen đã chiếm một lợi thế rất lớn. Ở đây thì kỳ thủ Caruana sẽ không chạy hậu mà chơi một nước rất táo bạo, một nước rất là hay, đó là hy sinh hậu. Trắng sẽ ăn hậu vào quân mã ở F6. Lúc này thì đen lấy tượng để ăn lên. Và nước tiếp theo thì trắng sẽ chơi thế nào? Trắng sẽ lên mã từ C3 lên D5 đuổi hậu hoặc là tượng của đen. Lúc này thì đen sẽ chạy hậu và chạy làm sao để quân hậu vẫn có thể bảo vệ quân tượng. Và lựa chọn duy nhất của đen đó là về hậu D8. Bây giờ thì trắng có hai sự chọn. Trắng có thể lên mã C6 để tấn công hậu và lên mã ở F5. Ở đây thì chúng ta xét trường hợp là trắng lên mã ở C6 trước để đuổi hậu. Lúc này thì đen sẽ không thể chạy được quân hậu. Giả sử hậu có lên D7 thì trắng sẽ lấy mã để ăn tượng, chiếu và bắt hậu. Ở đây thì nước tốt nhất cho đen đó là đen sẽ lấy tượng để ăn tượng của trắng. Trắng lấy mã ăn hậu và đen lấy tượng ăn về. Thì thế trận này hai bên là cân bằng. Có thể đen còn lợi hơn vì đen có đôi tượng rất là mạnh. Trong ván đấu này thì trắng không lựa chọn là quân mã nhảy lên ô C6 mà thay vào đó trắng lại lên mã ở ô F5. Mục đích của trắng sẽ là quân tượng sẽ lên ô B6 để đuổi hậu, hay chính xác hơn là bắt hậu của đen. Nếu đen lấy tượng ăn mã thì trắng sẽ lấy tượng ăn lên và mã sẽ ăn tượng. Ở đây giả sử trắng lấy tượng thì ăn mã. Sự đen lấy tượng ăn mã, trắng sẽ ăn tượng. Đen ra xe B8 và trắng sẽ lên xe D3 chuẩn bị cho xe D1 để tấn công quân tốt yếu ở cột D của đen. Ở trong ván đấu này thì đen lại chơi nước xe ra B8. Lúc này thì trắng lấy mã để ăn tượng của đen. Đen lấy hậu ăn mã. Trắng lấy xe để ăn tốt đuổi hậu. Ở đây thì nước hay hơn cho trắng đó là trắng sẽ ăn mã vào tốt. Như vậy thì chiếu và sẽ bắt được quân tượng. Chúng ta thấy là tượng trắng sẽ bắt tượng đen của đen. Trong ván đấu này thì kỳ thủ
kỳ thủ Caruana chọn là lấy xe để ăn tốt. Ở đây thì đen chúng ta thấy là quân hậu không có sự chọn nào khác ngoài việc là lấy tượng để chặn. Đen sẽ lấy tượng để chặn để phòng thủ quân hậu. Trắng ra xe D1 để chiếm cột mở, ngăn cho xe đen ra D8 để đổi xe. Lúc này thì đen nhập thành. Chúng ta thấy là mặc dù bên đen có lợi thế hơn quân, tuy nhiên thì về thế trận thì bên đen đang bị ép rất là nhiều. Đến lượt trắng đi thì trắng đẩy tốt lên H5. Trắng muốn mở ô H4 để có thể đưa tượng lên H4 đuổi hậu. Và nếu trắng đuổi hậu thì chúng ta thấy là hậu đen sẽ không thể chạy được. Ở đây thì Nakamura chọn hậu lên G5 để chiếu. Và cái nước hậu lên G5 này là một nước yếu, theo như trang Chessbomb phân tích. Ở đây thì trắng chơi nước tượng lên E3. Đen lại về hậu F6. Trắng lấy mã để bắt tốt H6 chiếu. Vua đen ra H8. Trắng lựa chọn lên tượng F5. Lên tượng F5 là để mở cột B, à xin lỗi, mở cột G để cho xe có thể đưa ra để tấn công vua. Ở đây thì đen chơi hậu E7. Đen về hậu vì muốn lấy tượng để bắt tượng của trắng. Vì nếu quân hậu vẫn đứng ở đây thì tượng của đen sẽ không thể bắt được. Vì nếu bắt thì xe sẽ bắt hậu. Ở đây thì đen lựa chọn lùi tượng về E7. Lúc này thì trắng đẩy tốt lên B5. Đen lựa chọn là lùi hậu về E8. Trắng lấy mã bắt tốt chiếu. Đen lấy xe để ăn mã. Vì nếu đen lấy tượng ăn mã thì lúc này trắng sẽ chiếu bằng xe. Đen vào vua và trắng sẽ ra xe. Ở đây thì đen sẽ hết. Lúc này thì đen buộc phải lấy xe để ăn mã. Trắng lấy xe để bắt tượng đuổi hậu. Đen ăn hậu B5. Trắng chiếu. Và nước này thì đen chịu thua. Tại sao đen lại chịu thua? Vì ở đây thì chúng ta sẽ chơi tiếp một vài nước. Lúc này đen sẽ ra G8. Trắng sẽ chiếu. Đen tiếp tục ra F8 chiếu. Đen sẽ lên vua E7. Trắng ăn xe. Đen lấy hậu ăn về. Trắng sẽ chiếu. Ở đây thì chúng ta thấy là vua thì nếu lên F6 thì trắng sẽ chiếu chiếu hết. Ở đây thì vua sẽ buộc phải lùi lại một trong các ô là E8 hoặc là D8. Thì khi lùi về các ô này thì giả sử E8 chẳng hạn, trắng sẽ chiếu và sẽ bắt được hậu của đen. Thì đây chính là lý do mà bên đen sẽ chịu thua ở đấu này. Đây, đen sẽ chịu thua ở nước trắng ra xe H6. Nếu các bạn mà muốn sức cờ lên nhanh thì chịu khó xem các ván đấu phân tích. Ngày trước thì mình cũng xem rất là nhiều các ván đấu phân tích. Sau đấy là nhớ nước, nhớ cái nước hay của họ. Tuy nhiên thì cái xem kiểu này thì nó cũng tương đối mất thời gian. Ngày trước thì còn xem được nhưng bây giờ thì chịu. Và sau cái ván đấu này thì các kỳ thủ trình độ cao thì họ cũng đều ngồi lại và họ phân tích cái ván đấu này để rút kinh nghiệm. Thậm chí là những cái kỳ thủ mà họ không đấu cái ván đấu này, họ cũng xem, cũng phân tích để học tập, rút kinh nghiệm. Thì như vậy thì cái sức cờ sẽ lên rất là nhanh. Cuối cùng chúc bạn chơi tốt, chào các bạn.